À, xin chào bạn, hôm nay đại lý Vinacera Tuấn Đức chúng tôi sẽ tiến hành đập hộp cái con bồn cầu một khối có cái mã hiệu là V811 của Vinacera ha. Cái mẫu này thì cũng mới ra mắt thời gian một năm gần đây. Thì chúng tôi sẽ tiến hành mở sản phẩm này ra để chúng ta xem bên trong có những cái bộ phận nào để chúng ta có thể lúc chúng ta nhận hàng, kiểm tra hàng. Thì bây giờ hiện tại thì cái cách đóng gói của Vinacera thì nó đang theo kiểu hình dáng như này. Nhưng mà theo thời gian thì nó vẫn có thể thay đổi cho bạn. Năm chúng tôi đang quay là khoảng năm cuối năm 2023. Thì trong sản phẩm chúng ta sẽ đi kèm chúng ta là sẽ có cái nắp sứ nha. Nắp sứ bồn cầu. Cái bồn cầu này được tặng kèm vòi xịt là VG826. Và cái này có cái cao su chống hôi. Và chúng ta sẽ không có cái van gì hết nha bạn. Đi kèm theo chúng ta sẽ không có van gì hết. Dây cấp thì nó lắp trong bồn cầu rồi. Tôi sẽ tiến hành đưa sản phẩm này ra ngoài ha. Đây là cái nắp đi kèm chúng ta. Cái nắp cái mã sản phẩm cũng hơi là dài. V79.687.1. Nắp đóng êm. Và đi kèm chúng ta trong đây nó còn có một cái giấy hướng dẫn sử dụng và bản vẽ nghệ thuật. Đó. Thì cái bồn cầu này thì nhìn qua chúng ta sẽ thấy là bồn cầu cái thân nó hơi bị lõm vô trong. Nó cũng là tiết kiệm, lúc chúng tôi nhấc lên thì nó cũng khá là nhẹ, trọng lượng khá là nhẹ, không có quá nặng ha. Và cái này thì nó đang có cái men là AG cộng, cái công nghệ mới của Vinacera. Đây là cái nếp đắp đi kèm. Thì đa số thì các bồn cầu của Vinacera thì nó sẽ lắp sẵn ha. Riêng con cầu này thì nó hiện tại nó không lắp đặt sẵn. Và cái đắp này nó làm cái hơi hướng kiểu là nắp mỏng á, cũng là khá hay. Thì chúng ta nhận hàng chúng ta lưu ý nó sẽ có những phụ kiện sau ha, để chúng ta kiểm tra cho đầy đủ cho chúng ta. Thì sản phẩm này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý Vinacera của chúng tôi. Quý khách cần mua hàng có thể liên lạc chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.